chào thân thương đến toàn thể quý vị đang xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Yêu thương để sẻ chia để yêu thương, đó là những gì mà Mẹ Chồng Nàng Dâu luôn luôn hướng tới quý vị và các bạn. Ngày hôm nay cũng thế, chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp đôi mẹ chồng nàng dâu để xem họ nói gì, chia sẻ gì quý vị nha. Mời quý vị đến với cặp đôi mẹ chồng đầu tiên. Cái bà mấy bà chị cô nhân nhó nói là mẹ chồng mày không biết gì hết, người ta đi xin mà ngán đường. Nói vậy đó, thì cũng hơi buồn nhưng mà để trong lòng thôi. Cô xin về bắt đầu chăm cô nữa nha, cái đòn chăm cô mới đau khổ. Xin mời. Chào cô. À, chào con. Dạ con mời bà ngồi ạ. À. Dạ. Ngồi đây ạ. À. Vâng. Chào bà. Dạ. Chào cô. Dạ. Chào con. Cháu thấy chào bà. Chào hai cháu. Hai cháu. Cháu thấy chào rất là hạnh nha. Dạ. Bây giờ hai cháu. Dạ. Dạ. Dạ chào bà. Con rất là bất ngờ khi chào đón gặp mẹ chồng nàng dâu mà con phải kêu bằng bà và cô luôn. À, dạ thưa bà, à, con là Quyền Linh, đây là Lê Lộc, đây là gọi là cháu cố luôn đó. Dạ bà hôm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Tôi hả, năm nay hả, hết năm nay là tròn 18 rồi. Hả? Lại sao nói quê trời ơi, câu. Bà là nhà quê ở đâu bà? Dạ quê hả, tôi cứ thì là... Đó là dâu con tôi sợ tôi thương lắm. Thương con dâu? Đó, ở gần một bên. À, gần bên nhà. Gần một bên nhà dâu. À, cô mình có thể giới thiệu mình cho mọi người cùng biết luôn ạ. Chào hai cháu. Dạ. Xin chào quý khán giả của trường quay. Và chào quý khán giả trước mặt ảnh nhỏ. Cô tên là Trương Thu Hà, năm nay cô 66 tuổi. Làm dâu mẹ chồng được 40 năm rồi. Tuyệt vời, mẹ chồng 100 tuổi, nàng dâu 66 tuổi. Dạ, tụi con đúng ở đây phải gọi bà cô. Dạ, bà cô. Cô cố luôn á, dạ. Cô là có mấy cháu rồi? Cô được 3 cháu, à, thành ra thất hệt rồi con. Bà được bao nhiêu người con hả bà? Dạ, được 3 người. Bà lấy chồng năm bao nhiêu tuổi hả bà? Dạ, 25 tuổi. Lấy chồng năm nay 75 năm rồi. À, bà ơi, bà thấy con dâu phục vụ mẹ chồng tốt không? Dạ, dạ tốt lắm, mà tốt tôi ưa quá. Dạ. Tôi thương quá. Có cái điều gì bà giận con dâu không? Dạ, có giận đi chiêu, rồi về thông gia thông cửa là nói gì ưa này rồi. Dạ. Thương yêu rồi. Bà có buồn con dâu cái gì không? Dạ, có chắc cũng có một ít. Anh nghe rồi kể đấy, thì thương yêu. Nói nghe lời. Nói là cô nói nhiều. À, cô dâu bà nói nhiều quá hả? Dạ. Cô ơi, cho con hỏi cô tí xíu nha. Cái ngày đầu tiên mà khi cô gặp mẹ chồng á, cô còn nhớ không cô? Cô nhớ chứ, dạ. Nhớ mùng một. Tại vì hồi nhà cô về là nhà mẹ chồng ra gần nhau. Dạ. Nhưng mà hồi đó cô cũng làm bên giống như là chi đoàn trưởng hội thanh niên rồi đi họp, nó hay quá gọi chủ đi. Dạ. Thì bà nội không thích cô nói nhiều quá. Khi là cô cũng lớn rồi và hai đứa quen nhau thì gia đình tạc hợp. Bà nội nói nhiều không thích đâu. Không có thích. Nhưng mà sau đó thích. Nói riết quen. Nói riết quen. Cô về làm dâu đó, có gặp cái điều gì cản trở từ mẹ chồng không? Nhiều lắm con. Nhiều nhưng lắm mà hả? Nhiều vui buồn. Ví dụ như là mới về thì nhà cô thì nhà kinh doanh mà nhà cô nổ lò xô và nổ thang. Nhưng mà nhà bà nội nổ củi. Thì năm 6 giờ cô dậy cô ra thì cô không biết nhân lực củi. Thiệt tình thì bà nội chỉ nói cho nè, không biết thì đi vô ngủ đi. Bắt đầu cô thì mình thiệt tình đi vô ngủ. Có những cái có như là mẹ cô mẹ gì mà đám cưới chưa về được á, ở lại thì nói đi. Sao không kêu con dâu dậy nào nấu nước. Ta biểu vô rồi đi vô rồi chẳng nói chứ đâu. Thì việc vô thì mình vô chứ mình đâu biết chứ đâu mà lần đầu mà. Thì khi mà cô nghe đó là cô dậy, cô về cô ra cô định đăng thì cô nghe. Cô vô cô nói thôi tiêu rồi. Tiêu rồi không được 10 ngày đâu, mình là coi như không sống cái gì đâu, cô hơi sợ. Nhưng mà sau đó thì bà nội dạy bảo cô. Thực tình gia đình cô kinh doanh mà gia đình bà nội là cán bộ hồi đó giải phóng về vẫn còn lưu dung á. Rất là bình yên, rất là thanh thản. Nhà đình cô thì gia đình cô thì kinh doanh thì là hơi xạo đồng tí. Vậy lại chồng phải theo chồng mà.
Mà gia đình cô là có mẹ, gia đình bà nội có mẹ không là thuộc mình danh là những chiến sĩ thầm lặng. Ba ông con trai, một ông bộ về bà nội thôi, bà nội đẹp nhất nhà. Nội rất là ít, một ngày nội một người chừng vài mấy chục tư rồi đó. Rồi hàng xóm gần này đi con về đây đi rồi con hoạt náo lên để cho gia đình nên là khỏe đồng cho chiến sĩ thầm lặng không có mình. Cô chia sẻ con một điều này là khi cô có thai mẹ đầu, nói chung một lát sau ít thôi cô có bầu. Thì gia đình hồi đó là cô nghĩ bây giờ cô cũng muốn khóc. Ăn cơm mà đồ coi rồi đó đó. Mà riêng cô là được ăn cơm trắng. Thì cô biết là thương mình mới làm vậy. Nhưng mà cô ốm nghén lâu thật là lâu. Đến khi là cũng ăn cơm mà ăn ít rồi thôi. Cái ngày cô sinh, chị cô qua đưa đi. Thì mẹ cô ở Sài Gòn này, chị cô qua đưa đi. Thì bà nội cứ chạy theo pha một ly sữa cho cô. Cái mấy bà chị cô nhăn nhó nói là mẹ chồng mẹ không biết gì hết. Người ta đi sinh mà ngán đường. Nói vậy đó. Thì cũng hơi buồn nhưng mà để trong lòng thôi. Nhưng cô sinh về bắt đầu chăm cô này nha. Cái đoàn chăm cô mới đau khổ. Bắt cô xong một ngày là 10 nồi xong. Con tính đi. Nó hai cái bếp. Bên này. Nồi này xong rồi tới nồi khác. Nhưng mà khôn lắm. Lấy 10 chiếc đũa. Để bên cạnh vậy nè. Bưng một nồi xong lại đem vô một chiếc đũa. Để kiểm tra của ông cô hả? Sợ quên đúng không? Sợ quên. Cũng 60 rồi hồi đó. Bắt đầu cũng nói anh ơi chắc em chịu không nổi rồi. Ông xã cô mới chạy ra chôn mấy chiếc, người ta chôn 2-3 chiếc thôi. Ông chôn cái 5 chiếc đó chị biết. Phát hiện ra đúng không? Phát hiện ra mà không nói, ít nói lắm. Ngày mai nhét qua đây nè. Nhét qua đây, cứ lần lấy vậy đó. Cái cô nói chắc em chịu không nổi, nó quá cổ xưa. Bắt đầu mới nhờ cái chị đó y tá giả làm bác sĩ qua nói với bà nội. Nói là không có được xong nhiều, 2-3 nồi thôi. Thì từ đó mới giảm. Thì đó mới giảm. Mà con biết cho cô ăn gì không? Bà nội cho con ăn gì? Cơm muối. Dạ. Là mới sanh hả bà? Mới sanh á. Ăn cơm với muối tiêu hả? Dạ, ăn để tốt. À, mới sanh ăn cơm muối tiêu tốt. Còn nằm lửa nữa. Nằm lửa tốt mối là tốt trên này. Hớ hạm rồi. Đó, bà lăn có lửa bà nói lăng vậy đó. Trời ơi, lăn trên cái giường mà dưới có lửa. Cô nằm y vậy cô chịu luôn. Rồi tốt từng ngày. Bà sanh mấy người con là bà ăn muối đủ mấy người con hả bà hả? Còn bà lăn lửa nữa. Nhớ nhà mày mốt sanh á, ăn muối nha. Rồi lăn lửa. Mới trăm tuổi luôn. Trăm tuổi mà. Con ơi, bây giờ khỏe hơn cô đó. Dạ. Coi như là cô còn đi khập khiển, cô đau xương khớp cho bà nội là không luôn. Dạ. 40 năm cô làm dâu mà bà nội chưa bao giờ đến cổng bệnh viện. Chưa bao giờ. Không đau ốm gì hết, làm sao mà đi bệnh viện. À, không đau ốm. Tại nhờ 10 cái nồi xong á, xong là xong cái lá gì bà? Là tốt, là nghe kêu. Là lá ngày cứu. Hai ba mọn nữa. Là nhiều mọn. Là chỉ rồi đó. Lá ngày cứu là một nè. Lá gì nữa bà? Lá xả cái đồ tùm lum hết á. Lá xả. Chắc mai về bắt đầu cũng xong đó. Ngày cứu. Để mình hy vọng tới 99. Ngày xưa mà con dâu không nghe lời á, bà có giận con dâu không? Không có giận, đâu giận ít chiêu tí thì khổ giận. Lỗi đám má cứu không thôi chứ khổ giận lâu được. Nhưng bà giận bà có la con dâu không? Có chứ. Đôi khi còn la. Bà có bắt thế hệ sau phải... Không có bắt hả? Thế hệ sau thì bà cũng già rồi, là dạ. Vô cô thôi. Con dâu cô nó xin nó nói mẹ con khát nước là lấy cho con lon coca. Nước đá nhiều lên, nó mới vừa sinh xong á, con nói có được không con, bác sĩ có lại, bác sĩ nó thoải mái. Thế như cô hồi đó dễ gì, trời ơi, con ơi, uống cái nước ngã cương nó đắng như là cái gì vậy đó. Đa số các mẹ chồng ngày xưa khó lắm đúng không cô? Phải làm theo mẹ chồng hết hả? Phải làm theo mẹ chồng. Đặt tên con thì bà có đặt không? Bà đặt, nhưng mà cô để cô kể con nghe, khi mà bà chăm xong cái vụ đó là nghe xong vụ chăm rồi bắt đầu là em bé là đặt tên. Thì bà nói là tên thật thì cho tụi con lựa đặt nhưng mà đừng có trùng. Nhưng mà tên ở nhà là phải đặt tên chó. Chó lớn, đứa lớn đặt chó lớn, đứa nhỏ đặt chó nhỏ. Cô nói trời ơi, cô nói với ông xã cô nói chết rồi anh này, bây giờ mình đi làm nhà nước mà đặt con gì kỳ quá. Cái bắt đầu cũng hên sau bữa đó là trên truyền hình á, nó chiếu cái phim mà ba con chó nhược cướp ngân hàng đó là Tina, Tino, Tini. Cô mới nói là mẹ ơi, thôi bữa đi cho con đặt tên đó. Cũng là chó đó, nhưng mà tên Tina được không? Tina. À, chị có hết tập là chị mới chịu. Tức là phải tên với con chó. Phải tên con chó mới chịu. Thôi mà tìm ra Tina đó. Không cho đặt cuốn luôn, cứ chó làm tới à.
nè. Con cháu là có lớn có nhỏ vậy hả? Để hỏi bà. Bà tại sao con cháu mình phải đặt tên ở nhà là chó? Tại sao bà? Bởi là đặt chứ nó dễ nuôi nữa hả bà? Vậy nhiều người ta nhìn vô ta nói ủa sao nhà đó toàn là chó không sao bà? Mới có đứa đầu thôi. Đặt thôi chắc tên chó. Ưng là đặt hả? Cô hoảng luôn thiệt. Rồi hai cái người con sau. Thế hai người con sau đồng ý rồi. Chó Tina, chó Tino, chó Tini. Bây giờ cô cũng may là ba đứa. Ba đứa cũng là Tina, Tino, Tini. Cũng hên tìm ra từ đó nha. Không mà lúc nhờ ba con chó chứ cũng không có phim đâu, đặt có nhỏ cho lớn. Đúng bé đúng không? Đúng rồi, dễ nuôi, nó là dễ nuôi. Trời ơi. Bà bây giờ là nghe khó đúng không cô? Nghe khó với là cái giọng của con là giọng miền Nam á. Còn bà là người Quảng Bình. Con giờ bốn mấy còn nghe không nổi nữa mà cũng chi bà. Bà chăm nghe vậy là tốt lắm rồi đó. Cô ơi, cho con hỏi xíu là ở nhà cô với bà là hợp nhau nhất điểm gì cô hả? Xưa là bà hay mắng cô là hoang phí lắm. Con biết không, đi làm thì hồi đó chắc Quyền Linh biết rồi, bột ngọt với đường này chút vậy nè. Cái bà nêm tí à. Bà nêm tí thì ăn đâu có ngon đâu. Bắt đầu cô biết ý rồi cô lén cô đi mua. Cô về một lần cô nấu là cô nêm thêm. Bà nói bữa đi biệt tiệc kiềm đó ta. Ra là cô lẹ cô đi mua. Bây giờ mình mới rút kinh nghiệm được điều này nè. Tại sao bà sống đến trăm tuổi bà rất tiết kiệm, không phải bà tiết kiệm như mình nghĩ đâu, mà bà nghĩ là ăn nhiều bột ngọt không tốt nè. Bà xài tiết kiệm toàn là thiên nhiên không, không tốn tiền. Đừng có nghĩ tiền nhiều, xài cho nhiều rồi sống ít tuổi. Công nhận con học được bà cái đó bà. Từ đây tới sau con không xài tiền. Bà hỏi gì nè? Bà tiết kiệm á, chắc tiền bà nhiều lắm hả? Nhiều thiệt á. Vâng. Tiền bà để đâu bà? Cười cửa hàng. Cô thì đi cười cửa hàng mà cũng khỏi ra. Bà đưa lại tiền cho con cái giữ hay là bà giữ? Tôi giữ, con giữ có. Bà giữ nhiều hơn đúng không? Vâng. Ông đâu là bà? Ông mất rồi, ông mất lâu rồi. Ông hồi đó có nghe lời bà không? Vâng, có. Ông có xong không? Không thấy chưa, ông không có xong. Thấy cái vụ xong rồi đó. Mời đây thôi, mời đây thôi là một lần mà bị dù có chủ ở nhà thì cô làm gì làm sao hết ra. Nhưng mà chủ đi đâu mà cô đi vặn nhà là bắt đầu hỏi. Giữ vợ cho con trai rồi đó. Bữa đó thì nhà cô có nhân viên, cô 10 giờ rồi cô vô phòng ngủ rồi. Mới cách đây khoảng mười mấy hôm á. Bà hỏi cái cô người làm là đi cô mày đâu rồi, cái là đi cô vô phòng rồi. Cái anh lạc tay ấy là đi. À, giờ mà qua nhà cô không chơi hả? Mình nói tỏ tiện. Bà nói không, cô có phòng. Cô mày nói tôi qua nhà cô không đấy. Sao cửa động? Hả? Cô nói đi. Bắt đầu gõ cửa cô mới thiêu thương. Cô giật mình, cô tưởng ba có gì, ba ngủ phòng bên. Mí ở đây nè. Mà con Tư nào nọ mí đi qua nhà ba không chơi rồi. Tao phải hỏi cho ra. Tức là nghe không rõ đúng không? Nghe không rõ. Nhưng bây giờ còn la cô không cô? Thì cũng la, dần lên là la. Như vừa rồi là khách nhà cô đông quá. Rồi cứ hỏi cô nói đi. Bà nội đệ tư rồi la. Cửa hỏi con làm con quỷ luôn. Đại khái là nhân viên là nghỉ bớt đó. Thế bắt đầu la lên. La lên luôn. Dần la. La lớn lắm hả cô? Ừ. Dạ, hôm nay thì chú có gửi cho chương trình một lá thư. Nhờ đọc giùm. Thư của con bà. Dạ. Hân chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, gửi đấng sinh thành và người bạn đời yêu thương. Thưa mẹ, hân yêu của con, chào vợ của anh. Vợ chồng con luôn yêu quý mẹ. Cảm ơn mẹ đã cùng sống với con, cùng chia sẻ ngọt bùi với con, với vợ chồng con. Vợ thân yêu, anh muốn gọi cái tên thân thương thường gọi từ thuở mới quen nhau. Úc Hà ơi, cảm ơn Úc Hà đã cùng đi với anh suốt một chặng đường dài hơn 40 năm với nhau. Những lúc khó khăn, vất vả đều có Úc Hà bên cạnh. Úc Hà có nhớ không? Anh thì anh nhớ cả cuộc đời đó Hà ơi. Cảm ơn Hà đã cùng anh đi suốt như vậy. Em là người hy sinh cho gia đình trọn vẹn.
nuôi mẹ già và xây dựng gia đình cho các em trai. Em thường nói hạnh phúc là ngọc châu, khổ đau là biển cả. Đúng vậy, chúng ta đã nhặt được 3 viên ngọc châu quý giá. Anh mong rằng chúng nó sẽ giống mẹ, giống như Út Hà của anh, sống cùng nhau 100 năm Hà nhé. Con của mẹ thương mẹ, bạn đời của Hà thương Hà. Anh cũng ít nói lắm mà sao anh biết được. Cô có thể nói gì với chú trong giờ phút này không cô? Cô không nói được, cô ngẹn ngào quá. Cô cũng muốn nói gì với mẹ chồng trong giờ phút này không cô? Để cô hát tặng cho mẹ một bài. Dạ. Thích nghe hát á. Bà đứng lên nghe con gái hát, con dâu hát nè. Hát đi, hát đi cô. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Nếu mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mắt trời, như trẻ thơ không nụ cười, người đời mình không lớn khôn thêm như bầu trời. Cảm ơn cô rất nhiều. Tuyệt vời. Con dâu cũng là con gái luôn đó bà nha. Dạ. Rồi chúc bà mạnh khỏe nha. Khỏe thiệt là khỏe bà nha. Rồi cảm ơn cô với lại bà đến tham dự chương trình. Cho chương trình thật nhiều cảm xúc luôn bà. Những cái món quà gửi tặng cho cô với bà ha. Mong bà khỏe nha. Xem này nhớ cháu là Quyền Linh với lại Lê Lộc nha bà. Chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho bà và cô là nước yến nguyên chất, có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng và làm chậm quá trình lão hóa. Nước yến collagen có tác dụng chống lão hóa da và các căn bệnh về loãng xương, khớp xương. Sản phẩm yến xào sông Yến, thương hiệu vì sức khỏe. Phần quà dành tặng cho gia đình mình là bánh cao cấp Goody, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Rồi. Dạ. Cảm ơn bà và cô đã đến với chương trình ạ. Thì hai mẹ con đều có cái chủ đề chính đó, thì là chủ đề về con gái của mẹ đó. Chủ đề đó là chủ đề mà có lẽ là nó sẽ là một những chủ đề tốn nhiều giấy mực nhất. Hai mẹ con một phe chống lại con gái. Xin mời. Dạ, xin chào các mẹ vợ con rể ạ. À, mời con trai. Dạ, xin mời anh. Vừa Linh và Lê Lộc vừa chứng kiến một cặp mẹ chồng nàng dâu rất là tuyệt vời, những cảm xúc vẫn còn đó. Bây giờ chúng ta lại tiếp đón mẹ vợ và con rể nữa ha. Bây giờ thì xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Cô xin kính chào Quyền Linh với Lê Lộc. Xin chào khán giả trường quay. Cô là Trần Mỹ Ngọc ở Gò Vấp á. Cô giờ nội trợ. Dạ. Đây là rể của cô, nay làm rể cô được 2 năm rồi. Dạ vâng, chào anh Quyền Linh với chào Lê Lộc ạ. Dạ vâng. Dạ, em xin giới thiệu em là Hợp, Nguyễn Bá Hợp. Vâng, em thì năm nay 29 tuổi. Đó, thì hiện tại đang ở Gò Vấp. Nhà mình có mấy cháu rồi anh hả? Dạ, hiện tại thì hai vợ chồng được một bé gái, được 13 tháng tuổi. Cô ơi, cái ngày mà đầu tiên con gặp con rể tương lai đó, cô ấn tượng gì với chàng trai này? Ấn tượng nhiều lắm con ơi. Con gái cô dắt rể lên, cô với lại nhỏ em đi chùa đi ấy, mà thấy đậu phộng ngon lắm, nhiều lắm. Em nhỏ em nói chị hai mua đi về nấu xong lát chiều em chút về nhà em ăn. Mua cả rổ bự không, nấu đâu có biết nó lên, nó dắt lên cái bắt đầu mình nấu xong bưng ra mời. Nó ăn tới hồi đứng về không còn hộp. Ăn không có giữ kẻ gì luôn á hả? Thực ra thì em thì cũng nhiều món sở trường lắm, nhưng mà trong đó thì đậu phộng thì ngoài Bắc hay gọi là thì em thích ăn lắm. Thì lúc đó mình cũng đang đói bụng, sẵn thấy đúng món khoái khẩu nữa là thôi làm một hơi xong rồi ngoảnh lại sao thấy còn vỏ không trời. Cái kỳ kỳ sao đấy. Cái đó là con rể con trai nha. Con dâu ăn phải coi chừng nha. Ăn coi nồi, ngồi coi đậu phộng. Rồi còn ấn tượng gì nữa không cô? Mình cũng nghĩ là con gái cũng quen nhiều, mà quen miền Tây. Rồi sao tự nhiên dắt lên người Hà Nội á.
thành ra cái không có để ý tới. À, còn không biết là anh có ấn tượng gì mà khi lần đầu tiên gặp mẹ vợ không? Thì thực ra thì trước đó thì cũng nghe vợ tương lai á nói là mẹ thì cũng gặp hơi khó khăn với những anh chàng mà ở ngoài miền Bắc. Và mẹ bảo là mấy anh miền Bắc này thì tính cách nhiều khi nó hơi cục tính đó, thì lấy thì cũng phải coi chừng. Thứ hai nữa là mình thấy mình cũng rớt rồi đó, bữa lên chơi với mẹ trong lòng là cũng dè chừng vậy đó, nhưng mà vô không biết sao tính cách nó thoải mái quá, bộc lộ luôn. Ý là dè chừng đó, mang hết đổ đồ phòng á, không dè chừng xuống dưới bếp chắc dọn hết luôn đó chứ. Giữa hai vùng miền như thế chắc nó cũng phức tạp lắm cô hả? Phong tục lúc ấy về đâu mấy tháng sau á, mình cũng không để ý, cũng không có nghĩ là gái mình thành. Cái rồi mấy tháng sau cái hỏi nó, cái nó nói ở quải nói đi vô còn mắt con, cái sao không thấy gì hết. Ở quải chê còn nói còn tuổi dần dữ lắm, rồi không cho gặp. Rồi cái bắt đầu cái sao mấy tháng sau nó còn chia tay, rồi cái mấy tháng sau nó, ủa mẹ ơi giờ con cưới liền, không hiểu luôn. Làm nó làm sao? Cái liên tục vậy á. Ủa mà sao tự nhiên đang ngưng lại rồi kêu cưới liền? À, tức là có một thời gian là hai mình là tức là nó có xung đột. Tại vì nhất là bố mẹ ngoài Bắc á, thì lại em là con trai cả, mà lại bố em lại là trai trưởng. Thành ra là ông bà cũng không muốn là mình vô đây đi làm được, mà vô mà lấy cái vợ mà lập gia đình á, thì ông bà không thích. Thì muốn là thôi tìm đối tượng khác. Nhưng mà mình thì lại bảo lưu quan điểm là bây giờ con vô đây con làm rồi, thì bây giờ con muốn lấy vợ ở trong này, lập nghiệp trong này luôn. Thì đó là hai cũng xung đột với gia đình nhà, cộng thêm mấy chuyện gặp bạn gái mâu thuẫn nữa, thành ra là thời gian đó là không nhìn mặt nhau đó, không mặt nhau là không có qua lại, mà thỉnh thoảng lâu lâu đi hẹn hò chơi vui thôi đó. À, giận nhau còn hẹn hò chơi vui. Đấy, nó hẹn cái chừng ấy gọi nhỏ con gái gọi à, mẹ ơi ơi sao sắp sửa có cháu ngoại rồi, nghe hết hồn. Mà người ta có thai chứ, người ta buồn, người ta rầu, còn nó vui lắm. Nó báo tin mà nó cười hả hả bên điện thoại. Lúc đó cô sao cô? Cô nghe cô chừng hững, nhưng mà cái rồi mình nghĩ nó nói chơi, ai nhẹ nói thiệt. Rồi bắt đầu hai nhà gặp nhau cưới luôn. Chứ giờ sao? Cứ gấp luôn. Rồi sau khi báo tin có con về gia đình ngoài Bắc thì sao? Dạ thì bố mẹ em thì rất là khắt khe, cũng khó chịu. Nhưng mà khi mà biết có cháu thì cũng bảo là vậy rồi thôi. Thì bây giờ thì bữa nào hai chúng ta vô để coi gặp mặt bên hai ông bà bên đó à. Rồi để cuối cùng để thống nhất ngày cưới cho chúng mày, chứ không chúng mày làm loạn quá không được. Coi như tình yêu vượt qua tất cả mọi dạ. thứ. Rồi sau đó về làm rể thì sao, em có gặp khó khăn gì không? Dạ thì thời gian đầu về thì cũng hơi khó khăn anh. Nhất là cuộc sống nó cũng khó khăn, với hai nữa là gia đình chỗ bên nhà vợ em á thì cũng không diện tích nó nhỏ, mà trong đó thì còn cậu em trai của vợ nữa. Đó thì thành ra là nó sinh hoạt mọi thứ thì đều nó hơi bất tiện. Vấn đề cá nhân hai vợ chồng thì nó cũng phức tạp. Nhiều khi gì phức tạp? Nhiều khi có nhiều khi hai vợ chồng thức trò chuyện, nhiều khi nó ồn ào mọi người nghe thấy. Thì trò chuyện cứ thoải mái trò chuyện chứ gì. Trò chuyện mà còn nghe thấy là chú biết rồi. Thì anh nhiều khi anh thấy chẳng hạn như mình nói chuyện lớn quá thì nó ảnh hưởng thôi chứ nói gì đâu. Bình thường, có làm gì lớn thì mới ấy chứ. Không, như hai vợ chồng này thích trò chuyện lớn tiếng rồi sao rồi. Nếu mà sinh hoạt khó khăn vậy rồi hai vợ chồng có khoảng không gian riêng tư thì bằng... Thì lúc đấy thì thôi phải nhờ mẹ thôi, chứ kêu ông bà ngoại. Nhưng mà bữa nay con bận chút xíu rồi con ông bà ngoại chăm dùm cháu dùm con, thì hai vợ chồng tranh thủ đi ra ngoài cà phê và pháo. Cà phê và pháo anh lâu. Dạ, nhiều khi lâu quá rồi, từ cái lúc mà có bầu cho tới lúc mà có em bé là mình đâu có đi đâu đâu, đâu đi đâu xa đâu. Làm sao? Khi mình có em bé, đến khi mà em bé chào đời là lúc đó là khoảng thời gian mà hai vợ chồng thấy nó có vẻ như là ít gần nhau hơn đó, ít thân thiết với nhau hơn. Mà muốn gần nhau cái gì? Đúng rồi anh. Đi ra ngoài để gần cái gì? Dạ đúng rồi ạ. Thì nói đại đi khách sạn luôn đi. Ý là rõ rồi, trời ơi giờ nói rối não quá. Ai cũng hiểu con mình chứ không hiểu á. Có lẽ do chú thiếu kinh nghiệm. Vậy đi, nói chung nhà nhỏ quá. Muốn có không gian riêng tư, có phòng riêng không? Có phòng riêng nhưng mà tại cô ở nuôi cháu ngoại giùm. Giữ cháu thì ra lúc nào cũng trong phòng nữa.
lúc nào trong phòng mà còn nó không có không gian riêng gì. Thành ra hai đứa nó muốn gì cho có cô sao làm. Thấy chưa, thà nói vậy cho dễ hiểu đi. Thành ra nó bắt bà ngoại giữ cháu hai đứa ra ngoài. Thí dụ muốn gì nó nói là ba má bữa nay ba má đi chợ lượt đi đi mua gì cho nó tụi không con. Nó không nói vậy mà nó biểu mình giữ cháu hai nó đi. Thôi quay trở lại chuyện gia đình mình xíu nữa. Em muốn hỏi là hai mẹ con mình ở nhà hay tâm sự hay trò chuyện với nhau không anh? Có đó, tức là đa phần thì hai mẹ con đều có cái chủ đề chính. Là chủ đề gì anh? Là chủ đề về con gái của mẹ. Đấy, chủ đề đó là chủ đề mà có lẽ là nó sẽ là một trong chủ đề tốn nhiều giấy mực nhất. Hai mẹ con một phe chống lại gái. Lại bình gái, gái luôn. Gái hay la chồng mà thấy nó hiền quá, thấy thương quá là bình đó. À. Cũng có nhiều lúc bình. Với lại nhiều lúc cũng bức xúc quá, thay vì mình cãi lộn hay là mình làm gì đó thì mình gọi điện cho mẹ bảo hôm nay con thấy khó chịu quá, vợ con nó cứ nói này nói nọ quá mà thôi. Ý là mình cũng tâm sự với mẹ vậy đó, mẹ bảo ừ thôi con chịu đi con. Tại vì tính nói đến mẹ còn thua gì con. Hai mẹ con dễ thương quá. Rồi hai mẹ con không hợp nhau về vấn đề gì? Dạ thì thời gian đầu thì em thấy là cũng có sự khác biệt về văn hóa. Chẳng hạn như là cái thời gian đầu mà khi con em còn bé thì thực ra em với mẹ cũng có cái xung đột, tức là khi mà trẻ con nó còn bé thì ở trong này á, thì bé chút xíu á, thì thấy mẹ mua võng về cho con nó nằm. Em thì em bảo là con bé thì không nên nằm võng tại vì nó còn nhỏ. Mình cũng thấy kỳ kỳ, mình cũng thấy hơi khó chịu. Đó, nhưng mà xong rồi sau này thì thấy con nó nằm ngủ ngon rồi nó bú ngon thì mình cũng thấy là ừ thì chắc là mẹ cũng muốn tốt cho cháu thôi. Đó thì nó cũng không có gì. Cô có buồn gì con rể không cô? Buồn thì không có buồn gì, nó cũng hiền. Nhưng mà có cái đứng chính giữa chứ hở ra vợ gọi mét, còn chồng gọi mét mình đứng chính giữa. Giống như bữa cái nó gọi mẹ, hỏi sao con kể cho mẹ nghe nè, bữa nay mưa quá trời mà ổng nó không đi đá banh. Đá banh mà về mặc bộ đồ làm khô queo. Cái ngày hôm sau con nói chửi quá trời, cái ngày hôm sau hô đi đá banh mà nắng gần chết, mặc bộ đồ đá banh về ướt mềm. Không biết ổng có tưới nước không. Mà ghiền đá banh. Giống như đi làm về ghiền đá banh thì con vợ nó mét. Hai đứa cãi nhau đều mét mẹ hết trơn hả? Mét không ạ. Con kia mà sửa hết, mẹ gọi chồng con mua sữa. Mẹ gọi chồng con mua tả nó, ủa sao chồng mày mày không gọi, gọi tao mà. Mẹ gọi ảnh về chiều nay chậm ẩm con đi bác sĩ. Nó không gọi, mình gọi không. Lúc hai đứa nó vui, nó có kể con nghe không? Nó không có kể. Khổ mà già không? Nó vui không bao giờ kể chuyện buồn, nó có kể không vậy đó? Nó không kể. Con giờ la lớn với con rể chưa? Cũng ít lắm, chỉ có nhiều khi hai chồng nó gây quá, mình ngồi trên giữa lát của mình nạt cái thôi, chứ cũng la nhiều. Nhưng mà cô có điểm nào mà chưa hài lòng ở anh không cô? Có cái là nó hay bấm điện thoại, nó chơi game. Thì Tuấn vô toilet chơi. Rồi sáng nào cũng vô, cầm điện thoại vô chổng ngoài đây, ba bốn người ngồi chờ đó, ngồi chổng bấm luôn. La lên la thì nó bắt đầu dậu nước, em la anh la liền, cầm điện thoại ra. Vậy đó, nó ghiền cái đó thôi, chứ ngoài ra nó cũng ngoan lắm. Với lại nhiều khi cưới nhau nay là con có năm mấy mà không có về quê thăm ông nội bà nội. Ông nội bà nội buồn chứ gọi vô hoài. Mà nó vô tư. Sao không về em trai? Dạ, thì thực ra nói với anh là từ hai vợ chồng em thì giờ nó kinh tế nó còn chưa ổn định. Với hai nữa là bây giờ con cái nó còn nhỏ. Mà nhỏ nhà em bây giờ nó cứ đi lên thang máy á, nó cứ la, nó hét, nó khóc, nó sợ. Mà bây giờ em đang lo là không biết nó đi máy bay nó có la hét khóc không. Tại con bé nhà em là bữa sinh ra giờ nó chưa có về. Bà nội có mới cứ cháu đầu nữa. Có thằng con trai, bà cưng quá, bà chỉ kêu ẩm về. Gọi tàn qua điện thoại không mà, không có gặp được cháu. Dạ. Như ở với mẹ vợ, có quan tâm đến mẹ vợ không? Dạ, có chứ anh. Mẹ vợ mình cũng như là mẹ mình nhà mà. Có khi nào nghĩ đến sinh nhật của mẹ vợ tặng quà gì chưa? Dạ, em thì không thuộc tuýp người là đến ngày là cứ tặng hoa, tặng quà. Mà chỉ có nói nhỏ vợ thôi, bây giờ sinh nhật mẹ đó thì thôi bây giờ có tổ chức gì không? Thì nếu mà tổ chức ăn uống thì mình hùn vô. Đó, hùn vô mình làm tổ chức cho mẹ một cái cho nó đàng hoàng. Có tổ chức cô? Nhưng mà nó thương lắm. Nó nói mẹ thích sầu riêng, nó mua cả bao lên. Nhưng mà lúc đó mẹ bệnh cái bắt đầu hai vợ chồng ăn hết, không bỏ muối. Tới về không chừa mẹ một muối luôn. Rồi cái hỏi, ủa sao vậy, nó mua sầu riêng cho mẹ mà mấy. Không, tại vì mẹ môi mẹ sưng, không ăn được. Bây giờ tôi nghe tôi bực rồi đó. Cái dù đầu phòng cũng ăn sạch. Rồi tới sầu riêng cũng ăn sạch.
Vậy mà nó quan tâm đến mẹ vợ. Về còn nhỏ không à. Mình mà để lại thì nhiều khi sợ mày bảo thằng này nó cố tình nó chọc tức mình sao anh. Nhiều khi mình cũng sợ không. Có bao giờ nó rút tiền gì nó tặng cho mẹ vợ chưa? Thì không có trách nó được cũng chưa. Nhưng mà có cái chưa nó hả? Có tiền nhiêu vợ nó lột hết lấy gì tới mình. Thành ra nhiều khi mình bữa thấy nào, như vậy mình tội mình không có. Bữa nào mà con rể nó có gửi vài triệu tặng mẹ vợ nhớ xài hết nha. Chứ để trong túi nó lâu nó mượn lại sạch luôn đó. Thật chắc nãy giờ nó chơi vui thôi. Chứ cũng nên quan tâm đến mẹ vợ chút xíu ha. Bây giờ để xem coi vợ em nói gì nha. Thật ra mẹ em và chồng em á là chỉ có cái mâu thuẫn lúc mà em vừa mới sinh bé xong á thì mẹ em có mua bộ võng để cho ru bé ngủ và cho bé bú đỡ phải ẵm trên tay đau lưng và đồng thời là giúp cho bé ngủ được sâu hơn á. Thì chồng em thì lại không đồng ý, muốn dẹp cái võng nó đi vì sợ bé nằm trên võng sớm quá sẽ ảnh hưởng đến não, cuộc sống, tập thói quen của bé khi có võng mới ngủ như vậy thì không tốt. Theo em thì em đứng ở giữa thì em cảm thấy bên nào cũng có lý, bên nào cũng đúng và bên nào cũng có tình cảm, đều muốn tốt cho con cháu của mình thôi. Thì em mong là mẹ em và chồng em sẽ hiểu được cái tình cảm của nhau như vậy thì sẽ không để bụng vực, không buồn trong lòng. Em thấy mẹ vợ em hiểu em nhiều hơn đó, thông cảm với em nhiều hơn đó. Dạ. Thì những cái tật xấu của em thì hiện tại thì em cũng đang giảm dần bỏ bớt. Rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Một kỷ niệm của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ, chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô và anh là nước yến nguyên chất, có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng và làm chậm quá trình lão hóa. Nước yến collagen có tác dụng chống lão hóa da và các căn bệnh về loãng xương, khớp xương. Sản phẩm yến xào sông Yến, thương hiệu vì sức khỏe. Phần quà dành tặng cho gia đình mình là bánh cao cấp Goody, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Dạ. Dạ, cảm ơn cô và anh đã đến. Cảm ơn chương trình, cảm ơn khán giả. Dạ. Rồi. Quý vị vừa theo dõi hai câu chuyện những cái màu sắc khác nhau nhưng rất là thú vị. Có thể nói mỗi câu chuyện ta rút ra một cái kinh nghiệm nào đó để ta hoàn thiện bản thân mình hơn, để có thể mẹ chồng nàng dâu, mẹ vợ con rể xem như là mẹ ruột con ruột quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu theo dõi chương trình. Và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 15:40 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì Lê Lộc và Quỳ Linh xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Trải qua hơn một năm phát sóng, chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đã có rất nhiều câu chuyện được chia sẻ, giúp gắn kết mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Ấn tượng có cái đi dạy gì mình nằm á, thì bắt đầu đè nó không. Kêu anh dậy, anh phát đồ anh nè. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline 0915 746 099 để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu.